này thì cái vườn này thì Tuấn chỉ lặp lại thôi, tức là ngoài đường ngoài kia kìa, ở đây nó thấp hơn á, phải là 2 tới 3 tấc thì chắc chắn ở đây sẽ bị ngập nước. Chúng ta thấy này, chúng ta thấy này, giữa thuận thiên và nghịch thiên nó khác nhau này. Chúng ta thấy màu đỏ không, xúc dịch xịt cỏ này. Tuấn quay nửa màn hình, nhưng mà nửa màn hình ở dưới là cái ranh đất của nông dân của Thuận Thiên đấy, thuốc xịt cỏ, diệt cỏ nó sẽ nằm bao vây cả miếng đất này. Ừ, cứ là cùng ức chế một lượt, nhưng vườn này nó sẽ ra trước vì bộ lá của cây này nó hơi kém hơn. Cái mương này ha là phải ăn trái xong đầu mùa mưa là phải cho đào nghe mình, không cần rộng nhưng cần sâu, 6 tấc 8 tấc, rộng từ cũng vậy 5-6 tấc thôi. Cái cuốc của bé nhỏ đấy em, cái cờ gầu nhỏ đấy múc nhanh lắm. À, bỏ bên đây một miếng đất, bỏ bên đây một miếng đất, bỏ bên đây một miếng, bỏ miếng, xong bang nó ra là xong. Ừ. Vườn này cây này nứt đều ghê á. Bên này lú mắc cua sớm. Đây này chúng ta thấy nè. Đúng rồi. Để cỏ như thế này nó sẽ che lại. Giống như cái hệ thống tưới bên Tuấn á, ngay chỗ cái bét có cái khóa, cái van điều chỉnh thì ngay cái chỗ đó không được làm cỏ, phải để cỏ nó che cái van nó lại. Cái chỗ này thì sâu này, chỗ trên này cạn này, múc gian được. Muốn quay cái chỗ này nè. Trời ơi, vừa xuống hết cái line này thấy màu xanh gì. Mọi người có thích không? Giống như săn săn đá banh đúng không? Đúng chưa? Đó. Màu xanh rất là đẹp, nhưng mà chỉ cần bước xuống đây thôi. Đó, chúng ta thấy một một màu đỏ kìa, màu đỏ đỏ của chết chóc ấy. Làm sao mà nông nghiệp Việt Nam không không tàn lụi được? Ơi, hỏi thế này thì còn con vi sinh vật nào nữa sống, tuổi thọ của cây trồng làm sao mà còn? Nên tôi nói với tên Tây Nguyên á, hồi đó tôi nói mà nói linh ghê, tôi nói tiêu mà còn 50.000 một ký thì không chết, đúng không Trang? Còn 50.000 ký giờ không chết đâu. Không phải chăm tiêu mà là xạ trị. Nè, thấy thuốc diệt cỏ nè. Ây giờ chỗ chà hết. Đúng rồi, măng cục là phải che, trồng trong mát. Măng cục là càng mát, nhưng bòn bon làm càng mát hơn hơn măng cục nữa. Chứ măng cục mà không mát thì thôi khỏi lên đi. Măng cục là càng mát 70%, sang năm là 50, nhưng bòn bon là gần như là năm đầu gần mất 100% á, bòn bon á. Đó. Năm sau còn 70, nó thích ở trong đó như vậy. Rồi. Nhiều á. Ừ. Măng cục đẹp quá chứ. À, thua rồi, măng cục này nằm đây thua rồi. À, sầu riêng mà làm với mình là cái tán nó bự lắm, tán nó bự kinh lắm, lú hết rồi nè. Ừ. Không, cái vườn này thì nhanh á, cái vườn này nhanh, cái vườn này 10 ngày nữa thôi. À, 10 ngày nữa thôi, khỏe lắm. Làm thuận vụ thì quá dễ rồi, cái này làm sớm vụ hả? Cái này làm sớm vụ đấy, phải điều tiết như vậy, xuân hạ thu đông. Cành lớn mà đã ra rồi nè, thì đừng nói cành nhỏ này, cành lớn mà ra nè. Năm rồi vụ ở trên không làm. Năm rồi bị thất bại hả? Rộng hả? Cái nghe nó có kỹ sư vô làm hả? Nó thất bại nên nó mới qua mình. Nè, thật sự đó, do cái nó mới ấy. Sau này mình làm á là các cành ngoài nó không có, nó có cành trong thôi. Để như đây đủ làm đúng cái Thuận Thiên á là khúc trong này nè là không có bông, mà chỉ là cái ụ này càng ngày càng bự lên, cái này càng ngày càng bự lên khúc trong này không có bông đâu. Khúc bắt đầu từ đây nè trở ra đây là có bông, và ra ngọn là không có bông, sang năm là ngọn không có bông. Bây giờ ngọn có bông là do nó còn suy á, nó còn suy nên ngọn không có bông này. Đúng rồi đó, ngọn nó ra bông là do nó còn suy á, cái sau này là mình không có nè, ngọn ra bông này. Kệ, xài xi được mấy tháng rồi? Mới 2 tháng đúng không? Ừ, sang năm nó cách ra bông nó khác, nhưng mà bông đây dài rồi,
Ống này là dài đó, vườn này khỏe đó. Nè, ra từ ở trong ra. Không có chỗ nào không ra anh Minh. Minh nè. Mấy cái nhánh thông này Minh nè, để trái nè. Trái nó chịu lực tốt lắm cái nhánh thông này nè. Đó. Đây nó nè. Nhánh thông. Cái da nó nhỏ quá không biết đậu nổi ta. Đậu đậu nổi, ngó vậy ngang mà đậu một trái là bình thường luôn á. Ờ, cái nhánh thông này nè. Đó. Nó ăn nó chết mà ha. Tại vì sắp tới cái ngọn này ra mà, nên cái cành trong nó có chết lần cho đó, ăn đi. Đây này, đây nè, đây cũng được bông nè. Quất một trái. Bình thường. Quất một trái bình thường, cái gì đâu nè, bông nè. Đó, cành đang vậy nè. Nổi ở trong đây là nó dư. Đúng rồi, đúng rồi, cành đang nè, ăn một trái nè, sau cành này chết nè. Tại ngọn ra mà, nó ra chết tàn mà. Giờ ở trong đây rồi, đây là nó ăn mấy trái rồi. Đúng rồi, ở đây nè, quất một trái được rồi nè. Nhánh này bỏ đi, nhánh này nhỏ quá. Nhánh này nè, ăn một trái. Được chưa? Còn trong này. Cái hút này quá trời rồi. Ờ, thì đại loại vậy, đúng rồi. Nếu mà trong khi nào mà thiếu thì mình để ngoài, con nó quằn cái ngọn. Không tốt đâu. Bởi vì làm với thuần thiên là năm sau là không bao giờ ngoài ngọn không có, ăn trong này. Là tốt. Cái nhánh này cho 5 trái thôi là thấy. Bảy nắm này phải 7 trái, 8 trái. Nghĩ sao mà 5 trái? Trời ơi, cái đăng lực cái này là năm thứ mấy vậy? Nó ra bông thương không? Thứ 6 quá. Nó ra không có chiều một chỗ nào trơn trời. 6 ạ. Rồi, ok. Rồi, cái sân bên đẹp không? Cái này mà, cái này buổi chiều ha. Xong ngồi đây có bình nước trà ha. Nó sướng nhất thiên hạ luôn. Ờ, mê không? Đó, đó, bông lá nè, chỉ ra nè. Nè, cái bông nó có cái lá nè. Nè, đó, để cho nghe nè. Là nó khỏe lắm. Người trong nghề á, à, nó có cái lá nè. À, là khỏe lắm à, nó mới có cái này à. Không có là không khỏe là không có cái này đâu, nội sinh à, nội sinh à. À, bắt lo thì thôi, ngắn cụt. Làm gì có cái lá nào. Cái cây này 10 ngày nữa, vườn này 10 ngày nữa nó rụng hết. 10 ngày nữa, có gió hiu nữa là thôi. 10 ngày nữa, rụng hết. Thường thường á, năm nào cũng vậy. Trước nó em mà lạnh thì tới nó em ít lạnh. Mê không? Ô mê không? Hai lần oligo hả? Hai lần phong hóa mầm hoa hả? Hai lần phong hóa mầm hoa. À. Wow. Đâu có cho người ta kích gì đâu. Kích gì kích? Ô trời ơi, coi đẹp chứ nè. Ôi ôi cái cây này chết chết cái cây này chết trời cái cây này nó 500 kg là bình thường luôn. Wow, cành nó đều anh ơi. Nó đẹp ghê không nè. Đừng nói cây này mà 500 kg ở trong chừng 300 kg thì tôi cũng nổi tiếng này. Không, không, anh phải coi cái cành nè. Mình phải coi nè. Cái cành nó đều, cái cành nó rất là đều nè. Mà cành nào cũng. Cái này để trái. Mày không? Để luôn. Cành cục phải không? Để luôn. Nhưng mà bậy, muốn để trái đây phải để cái chồi này, nó quan hợp. Bậy bạ. Cành này bị sâu. Nhưng mà để cái chồi này nè. Để cái chồi này thôi, đi bữa ra cái chồi này. Ôi trời ơi là bông. Không 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 không. À. Tại vì mới xài xi có 2 tháng đúng không? Nên nó chưa có sung lắm. Nên nó ra bông sớm chứ sao? Thấy cái thảm cỏ đẹp quá. Trời ơi xì hết trơn. Nè xì bông hết trơn, xì lú mắt cua hết trơn nè. Ôi ôi mê. 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 Đó, cần nhưng mà kích cái dày. Thuận vụ mà kích cái dày. Ôi nó lú, ôi trên kia nó lú à. Cái cây nãy cành đều à. Không, cây này năng suất không bằng đâu. Cái vườn này hình như có cái cây đó thôi. Cái cây đó, cái cây vừa rồi mới quay đó. Mình khỏi kích mà cũng ra nhận. Kích làm gì? À, cứ nói rồi đó, kích riết thành tâm thần hết rồi. Kích như xài đắp pin á, vận động viên á. Đó, vận động viên SEA Games nào mà cứ dùng đắp pin á. Riết sau 60 tuổi bị tâm thần hết. Nhẹ với nặng thôi. Bị tâm thần hết.